tuyên bố thực hiện lệnh ngừng bắn tạm thời được lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, ông Alexander Borodin đưa ra sau cuộc đàm phán về việc thực thi kế hoạch hòa bình do Tổng thống Poroshenko đề xuất, với sự tham gia của đại diện chính quyền Ukraine, đại sứ Nga tại Ukraine, cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kuchma và đặc phái viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE. Đáp lại lệnh ngừng bắn do giới chức Kiev tuyên bố, chúng tôi cam kết sẽ duy trì việc ngừng bắn và không tiến hành bất cứ hành động quân sự nào cho đến 10 giờ ngày 27 tháng 6. Trong thời gian ngừng bắn, chúng tôi hy vọng có thể tiến hành tham vấn và thương lượng về một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, ông Borodin nhấn mạnh, tiến trình đàm phán đầy đủ giữa lực lượng ly khai và chính quyền trung ương chỉ có thể diễn ra sau khi Kiev thực hiện 7 điều kiện được đồng thủ lĩnh Mặt trận Nhân dân Novorossiya, ông Alex Saryov đưa ra. Ông Borodin khẳng định các điều kiện này là quan điểm chung và hiện chỉ có thể nói tới các cuộc tham vấn sơ bộ không chính thức. Trước đó, thủ lĩnh Saryov đã nêu 7 điều kiện để tiến hành đàm phán, bao gồm rút lực lượng cảnh vệ quốc gia, các nhóm vũ trang bất hợp pháp cũng như các đơn vị quân đội ra khỏi các tỉnh Donetsk và Lugansk, bồi thường cho gia đình những người dân hòa bình bị thiệt mạng, bồi dưỡng thiệt hại cho người dân, bồi thường thiệt hại về cơ sở hạ tầng công cộng, bồi thường cho chủ sở hữu các cơ sở công nghiệp, thống nhất về các sửa đổi hiến pháp cũng như xác định quy chế của Donetsk và Lugansk và ân xá cho tất cả dân quân và tù nhân chính trị. Đại diện Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine cũng đã xác nhận việc các bên nhất trí ngừng bắn và khả năng phóng thích các con tin cũng như tái thiết cơ sở hạ tầng trong khu vực. Chính quyền Ukraine cũng đã khôi phục hoạt động cấp nước cho thành phố Slavyansk.